Rồi, xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của Tâm Đức Cycle. Thì ngày hôm nay em lên cho mọi người một cái dòng xe mà khá là quen thuộc. Tuy nhiên thì đợt này dòng xe này nó được nâng cấp lên một cái bản khá là cao cấp nha mọi người. Thì đây là mẫu Java Fuco 2023. Chiếc xe này thì nó sẽ có một vài điểm khác biệt. Thì đây gọi là bản nâng cấp nha, anh em hay gọi là bản Pro á, thì cho nó dễ phân biệt thôi. Thì với cái bản Pro này thì chúng ta sẽ được trang bị bộ rúp 3 món của Shimano 105 thay vì là bộ rúp 2 món của Shimano 105 như là bản thường đó. Thì đây là một cái chi tiết rất là nhỏ, nhưng mà em thấy là trên thị trường bây giờ có nhiều anh chị rất là thích cái dòng 3 món 105 thay vì là 2 món. Bởi vì 3 món thì nó đồng bộ cái bộ truyền động, cái bộ chuyển đề, chuyển clip. Thì khi đó mà mình hoạt động trên đường á, nó sẽ trơn tru hơn, với thao tác của mình nó cũng sẽ đơn giản hơn nha mọi người. Về ngoại hình thì con này nó sẽ không khác biệt gì lắm. Vẫn là khung sườn carbon nè, ghi đông bô tan carbon nè, đó, phục carbon nha mọi người. Con này là full carbon luôn đó. Vậy còn riêng với cái bản vành này thì bản nâng cấp này chúng ta sẽ có một cái bản vành đẹp hơn. Thứ nhất là về màu sơn thì chúng ta sẽ có một cái màu sơn nhám, màu sơn bóng thay vì là màu sơn nhám giống như là bản thường đó. Lốp thì chúng ta sẽ có một bộ lốp của Michelin Dynamic Sport, thông số cũng là 700x25 luôn nha mọi người. Rồi, thì đây là cái bản vành mà em thấy khá là đẹp. Đợt này Java nâng cấp cái bản vành này rất là đẹp nha, cực kỳ đẹp luôn đó. Màu sơn rất là bóng nè, nhìn vô cái xe nó có một cái điểm nhấn gì đó. Ghi đông thì chúng ta sẽ có dây đi âm sườn nè. Ở đây thì không thấy cái sợi dây nào lòi hết, chỉ có phần cùi đề sau với lại là phía thắng sau này thôi. Rồi, phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái gạt đĩa của Shimano 105, rồi cùi đề sau của Shimano 105, hai đĩa 11 clip nha mọi người, đĩa trục rỗng của Decap luôn đó, 11 clip sau. Dây quấn của Java thì cũng không có gì thay đổi. Thì dòng này nó được nâng cấp lên cặp vành thứ hai là 3 món của Shimano 105. Thì video ngày hôm nay em nói ngắn gọn về cái cấu hình để cho mọi người tham khảo. Lúc trước bên em về cái dòng Java Fuco bản thường á, thì có 2 món 105 á, thì khá là nhiều anh chị thắc mắc là có thể nâng cấp lên được không. Thì thay vì lúc trước chúng ta nâng cấp thì cái chi phí nó khá là cao, thì bây giờ nó đã có cái bản nâng cấp sẵn rồi, thì chúng ta chỉ cần mua về và sử dụng thôi đó. Thì con này nó được 3 món là có tay đề, gạt đĩa và cùi đề sau của 105. Thì giá của con này là 27 triệu nha mọi người, 27 triệu. Hiện tại thì bên em về được vài xe thì đã hết hàng rồi. Thì qua tháng 7 là bên em có một cái lô hàng mới. Nếu mà anh chị nào mà muốn đặt hàng trước thì có thể đặt cọc ở bên em. Rồi, số điện thoại thì em để bên dưới, mọi người mà cần tham khảo màu size đặt cọc thì có thể liên hệ vào số điện thoại đó nha. Rồi, video ngày hôm nay thì sơ bộ cho mọi người mẫu Java Fuco bản nâng cấp. Rồi, mọi người mà cảm thấy yêu thích video thì có thể để lại cho Tâm Đức Cycle một like, một share và một subscribe nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.